cùng cuối cùng. Cái vụ này thì không thể cả cả thắng cả hưu gì đâu. Dạ. Vậy là nước cũng từ trong bãi rác nó chảy ra à? Cái này là chắc là, 2-3 ngày nữa mới làm. Dạ. Cái này là hồi sáng là anh đi kiểm tra là nó có đây chưa? Đó. Đấy là hồi sáng anh đi Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra là nó là có như vậy chưa? Chắc là bên công ty nó đi một bước rồi. À. Nó đi một bước 2-3 ngày rồi, chắc là mới chặn bên kia cho nó chạy bên này. Dạ bà đang từ thứ 6 nè anh. Đó. Thứ 7 chủ nhật. Ừ. Chắc không vừa rồi là trước rồi. Dạ. Đi với là bên công ty nó đi trước mình một bước. Cái dù nó xô dòng cho nó chạy xuống đây với nữa chúng ta có đúng không? Ý là để mà đang cái gì là ý là để nó làm cái nương cây này chắc chắn ra bên kia. Cái này chắc chắn là do người khơi cái dòng chứ không phải là nó chảy tràn vô đây. Dạ. Thì do có cái người đi kiểm tra rồi bên công ty nó đi đi cả các thứ cả đi mọi thứ này.